Xin chào toàn thể anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại đến video tiếp theo của mình. Thì giới thiệu với anh em luôn, hiện tại sau một cái thời gian vắng bóng ở trên YouTube thì mình cũng nói chung là trải qua bao nhiêu cái công việc đấy, nói chung là bận rộn quá nên là không làm video trực tiếp được cho anh em. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm video bởi vì mùa này đã bắt đầu với mùa thay lông rồi, với cả cập nhật hết tình trạng là cám bã như thế nào, là mình có nhập những cái cám nào cho anh em nhé. Thì trên thị trường có những cái loại cám tốt nhất như cám tăng lực đây, bên mình cũng có rồi nhá, 200.000 một lọ đó. Ngoài ra nữa thì mình có sử dụng qua, ví dụ như của bên hãng cám Hiệp Đồng Nai có hạt sắc tố đầy đủ, anh em có nhu cầu thì có thể báo mình. Ngoài ra có cám bã này, có thuốc tắm đây nhá, thuốc tắm có này, giới thiệu với anh em luôn, bên mình có từ Nam Phở này, Lão Đại đúng không, Lão Đại thì Lão Đại bao xanh này thì cũng khá là ok và được anh em tin tưởng sử dụng, 35.000 một gói nửa cân thì anh em chăn nhòe luôn. Tiếp đến này, một cái hãng cám mới ở trên thị trường mới ra mắt, thì cái cám này là cám của anh Văn Toại. Anh em nào mà đang theo dõi cũng như là ủng hộ Chiến binh Hòa Giải thì cũng biết được đấy, cái hạt cám của bên anh Văn Toại đây nhá, hạt này khá là đẹp, rơi vào tầm độ 2 ly, con chim nó ăn vừa phải đó. Cám những cái cám này thì dùng cho thi đấu, có cám dưỡng lông này đúng không, cám thi đấu và cám dưỡng. Cám dưỡng này thì nuôi quanh năm được, cám chăm lông này thì kèm theo một lọ nữa. Đây này, để mình lắp lên cho anh em. Đây này, một lọ khoáng canxi ở đây này, rất là hay. Mình thấy hạt cám này khá là ổn. Ngoài ra tiếp này, mình có bên Thắng Mẹo nhé. Thắng Mẹo thì mình có dòng dưỡng, khoáng và đấu. Đấu thì dùng trong thi đấu, khoáng thì dùng để chăm lông và dưỡng thì để nuôi dưỡng. Thì bình thường anh em có thể trộn hai khoáng, một khoáng và hai dưỡng đấy, để chăm lông cũng được. Ngoài ra thì cám của bên Lão Đại có hót đấu này, hộ béo này, khoáng ADE, Hiển cũng có nhá. Anh em nào liên hệ cho mình là Hiển cũng có này. Hiển thì đợt này cám bền lực này, cám bền lực, tăng lực ấy. Bền lực mình không nhập nhưng mà tăng lực đấy. Tất cả anh em bây giờ đang thi những cái đấu trường nên là anh em dùng tăng lực. Hàng tăng lực này thì chăm lông cực kỳ tốt luôn nhá. Đó, tiếp đến này, có những cái hạt sắc tố của bên Quang Nguyễn. Đấy, giới thiệu với anh em luôn, 90.000 một gói cơ, một lạng thôi. Đây, cám dưỡng của Quang Nguyễn. Đấy. Còn ngoài ra nữa thì có những cái dòng sản phẩm khác. Đấy, của bên cám Hiệp Đồng Nai, khoáng đây có. Khoáng đây anh em nhé. Đây, gói khoáng này trộn vào cám cho chim ăn. Đấy, một muỗng cà phê thôi. Hạt đậm đặc. Hạt đậm đặc thì anh em nào chăm lông thì anh em cũng đã trải nghiệm rồi. Ngoài ra đây này, mình có cái móc nhé. Đấy, những cái móc đồng bạch đấy, chuyện ai cần những cái con hay là con trâu, anh em nào tuổi con trâu thì anh em có thể là mua ủng hộ mình đấy, 250 một cái sản phẩm. Tiếp đến thì xem nào còn cái gì nữa không. Đây là bà cám bã mình giới thiệu hết cho anh em rồi nhá. Lồng liếc đây, mình có lồng chòe, lồng khuyên đây đó, lồng chòe, lồng khuyên mình có, nhưng mà những cái này thì mình bán tại cửa hàng thôi anh em ơi, bởi vì nhiều khi gửi xa ấy thì anh em ngại cái vấn đề tiền cước nên thành ra là cái chi phí nó phát sinh rất là cao. Đây, có những cái lồng, mẫu lồng đây đó, mẫu lồng gỗ này gỗ cái gì vàng ấy mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà rẻ lắm anh em ạ, 650. Đây, lồng này kể cả thi đấu cũng được, mà này nan cực kỳ chắc chắn nhá, nan cực kỳ chắc chắn luôn đó. Lồng tắm đây anh em ơi, lồng tắm mình bán 120.000 một cái đây. Chủ yếu là mình quay lên YouTube này thì giới thiệu cho anh em trên Cao Bằng là nhiều, vì gần như là anh em Cao Bằng hay theo dõi mình nên là có thể là ra cửa hàng ủng hộ mình, cũng như là mình gửi vào huyện thì nó tiện. Có những lồng tre đây, lồng tre đây đó, lồng lực có, lồng lực cái này là 1 mét đó, 1 mét rơi vào 550, còn cái 80 thì mình rơi vào tầm độ 500 đó. Có lồng lực nan kép đấy, nan kép đấy nhá, anh em nào muốn sử dụng nan kép thì có đây, 500.000 bao gồm áo, đầy đủ phụ kiện luôn đấy, đầy đủ phụ kiện. Với cả cái lồng này, quên luôn, anh không giới thiệu cho anh em, 300.000 lồng nan cáp, hàng gỗ thôi, nhưng mà nói chung là rẻ và tiện. Cái này thì anh em nhốt gì cũng được, nói chung là mùa thay lông thì anh em có thể chuyển sang cái lồng này này, nhốt lắp hai cầu thẳng vào để tránh cái tình trạng là con chim nó cục đuôi vào nan lồng, dẫn đến tình trạng là bị hỏng đó. Thì trên đây là những cái sản phẩm của mình, anh em có thể trải nghiệm qua. Đây, cám bã mình nhập về số lượng nhiều mình chưa kịp bày đây, tí nữa mình sẽ bày lên. Đấy. À, còn một cái nữa anh em ạ, cái lồng bẫy. Hôm rồi anh em hỏi cái lồng bẫy lụi rất là nhiều. Con cu đang gù này.
Đấy, không gù nữa rồi. Và quay qua cho nó lại không gù. Ở đây là cái lồng bẫy lụi nhá anh em nhá. Hàng này hàng lụi. Thì hiện tại giá mình đang để cho anh em là giá 550.000, bao gồm đầy đủ phụ kiện, từ cóng này, ba lô lồng này, và một cái hàng lồng lụi này. Hàng lồng lụi này cực kỳ đẹp nhé, cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Đó, hiện tại mình còn 4 cây này, 6 này, 8 cây, còn 8 cây nữa thôi. Đó, còn áo lồng Dubai thì mình vẫn còn nhá. Hàng vuông thì mình hết rồi, hàng vuông thì mình còn 2 cái thôi. Đấy, hàng vuông áo Dubai mình không còn rồi. Còn hàng Thái này, hàng Sinh này đều có cả. Và muôn màu, muôn sắc luôn. Anh em cứ nhắn tin cho mình 0834236866 hoặc là bình luận phía dưới. Đó, còn đợt này đây cảm bã thì sáng nay mình vừa đóng đấy cho anh em đây, cảm bã đây. Thì được anh em ủng hộ rất là nhiều, nên là những anh em nào có nhu cầu về cái vấn đề gì thì anh em cứ nhắn tin thẳng cho mình để trao đổi, cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm, đúng không? Đó, thì thôi, mình kết thúc video tại đây thôi. Bye bye anh em nhá. Anh em muốn mình làm video chia sẻ về kinh nghiệm chăn chim hay là như thế nào, kinh nghiệm nuôi dưỡng hay là gì, thì có thể comment phía bên dưới. Bye bye mọi người, chúc khỏe mọi người nhá.